Liên quan đến vụ người phụ nữ đã tử vong bất thường trong cây xăng bỏ hoang xảy ra hôm 11 tháng 2 tại tỉnh Đồng Tháp, sau khi bắt được nghi phạm và làm rõ các tình tiết vụ án, mới đây nhất, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng, đồng thời công an cũng cho biết, lý lịch bất hảo trong quá khứ của bị can cầm đầu Ngày 1 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Văn Mai, sinh năm 1981, và Lê Văn Nhậy, sinh năm 1967, cùng ngụ thành phố Hồng Ngự để điều tra về hành vi giết người. Nhậy là đồng phạm với Mai trong vụ sát hại người phụ nữ khoảng 50 tuổi xảy ra tại cây xăng Bỏ Hoang ở thành phố Hồng Ngự. Ngoài hành vi nêu trên, cơ quan điều tra cũng cố hồ sơ để làm rõ hai hành vi khác. Điều tra ban đầu cho thấy, ngày 11 tháng 2, Nhầy và Mai ngồi nhậu chung với nhau trong lúc nhậu. Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang để quan hệ với bạn gái của Mai, tên Trang, khoảng 50 tuổi chưa rõ lai lịch. Nhầy đồng ý nên cả hai đi bộ khoảng 1 km về cây xăng bỏ hoang. Tại đây Mai đòi quan hệ nhưng Trang không đồng ý, lập tức Mai dùng dao sát hại Trang khiến nạn nhân tử vong. Sau khi đâm Trang tử vong, Mai kêu Nhầy quan hệ với bà Trang khi đang làm chuyện ấy, có ánh đèn xe từ ngoài đường rọi vào, nhầy thấy người nạn nhân có nhiều thương tích nên dừng lại bỏ về nhà. Sáng hôm sau phát hiện lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, nhầy đã đến công an phường An Bình A trình báo vụ việc nhưng không kể lại sự việc và hành vi của mình tham gia. Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định nhầy có liên quan đến vụ án nên đã tạm giữ hình sự đối tượng. Chiều 12 tháng 2, Mai đã bị công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn đến huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Qua xác minh, Mai có tiền án về hành vi liên quan đến trẻ em và được tha tù vào tháng 5 năm 2022. Trước đó, ngày 15 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bắt tạm giam Lâm Văn Mai. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích thân nhân, người bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố bị can để làm rõ hành vi phạm tội. Vụ án mạng xảy ra với người phụ nữ tại cây xăng bỏ hoang đã khiến cho nhiều người dân trong vùng hoang mang lo sợ. Chỉ sau khi hai nghi phạm bị bắt, và được cơ quan chức năng thông tin mọi người mới thở phào nhẹ nhõm hy vọng cơ quan chức năng sớm củng cố hồ sơ đưa hai đối tượng ra xét xử để răng đe đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn